Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 173. Trong clip ngày hôm nay thì đa số là những cây ít tiền, giá rẻ, cũng rất là dễ chơi. Cách mua bán của anh em thì vẫn như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Những chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi điện thoại trực tiếp để chốt cây. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chú thủy lá trung nhị quý, một cây trực lắc rất là lực, bể đế nở to, thân giót và lắc. Cây này thì hiện tại cái phần ngọn nó vẫn còn thiếu một số chi cành. Anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm. Hoành đế trên miệng chậu 75 cm, hoành thân đoạn ngay cái eo nhỏ nhất là 38, chiều cao 32 và tàn ngang tạm tính là 44 cm. So sánh với em cái lông bia với cái hoạch gốc cũng như là chiều cao của cây. Cây này được nuôi theo kiểu nuôi cắt giật anh chị, cho nên thời gian nuôi rất là lâu, từng đoạn là điều nuôi rất là kỹ, chi cành chuẩn. Cốt đuôi hiện tại của cây này thì nó to từ gần gấp 3 lần so với ngón tay cái của mình. Cây này nó to, nó nặng, cho nên là em đem máy đến gần cho anh chị xem thật rõ luôn. Đây, ở cái góc quay này là anh chị thấy được cái cốt đùi và cái ngón tay nó to gấp khoảng 3 lần anh chị. Và tất cả những cái đoạn thân ở trên là đều được nuôi theo kiểu cắt giật, rất là kỹ, từng đoạn một. Cây này thì giá nó tương đối cũng rất là phù hợp. Hiện tại thể trên thân thì nó còn một cái lỗ nhỏ bằng cỡ đầu ngón tay nữa, là nó lành hoàn toàn 100% anh chị. Anh chị nhìn thật kỹ giúp em ở cái thẹo đầu tiên, cái thẹo to nhất của cây. Đây, rồi lấy ngón tay ra, ở cái góc quay này anh chị thấy một cái vết đen ở trên chỗ giữa màn hình, cái đầu ngón tay anh chị. Như vậy là thẹo này nó đã cuốn gần lành rồi. Cây thì chưa xong nhưng mà thẹo thì đã gần lành. Bể đế thì nở và đều tự nhiên. Một bệt đế luôn. Thân cây sạch, lắc rất đẹp. Cây mai chữ thủy lá trung nhị quý mã số 1, giá của nó là 9.500.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu đường kính ngang của nó là 60 cm, rất là to và nặng. Cho nên anh chị nào có chốt cây này thì em sẽ bó bầu gửi cho anh chị. Cây này rất là có tương lai. Mã số 2 hôm nay tiếp tục là một cây mai chữ thủy lá trung nu. Cây này già cây lắm anh chị, cũng nuôi theo kiểu cắt giật và hiện tại thì phần đỉnh nó vẫn còn thiếu một chút nữa, vẫn chưa có hoàn thiện. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 16 và tàn ngang là 32 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Cây này thì nó hoành nó to cỡ bằng lon bia. Cây này nằm vườn em khoảng tầm 6 năm anh chị, từ cây phôi tới bây giờ. Những cái đầu rễ của nó là nó đã lành, đa số là lành hết trơn luôn rồi. Và hiện tại thì rễ cấp 2 nó to bằng ngón tay út. Đặc biệt cây này là thẹo trên thân nó lành 100% anh chị. Đây, em đem máy đến gần cho anh chị xem những cái phần thẹo. Đó là những cái thẹo mà dễ nhìn thấy nhất, to nhất lúc mà mình sạc cây phôi anh chị. Và bên này thì nó đã cuốn hết trơn luôn rồi. Nó chỉ còn một cái lõm nhẹ thôi, là nó chuẩn bị đầy. Nó đang xù lên và nó đang chuẩn bị liếp cái mặt cắt đó luôn. Cây này sạch cây, liền lạc. Lạc lá để cho anh chị có thể thấy được toàn bộ cái dàn cốt đùi. Cốt đùi hiện tại của nó thì to hơn ngón tay cái chút. Và nó đều nha. Tiếp tục quay dầm cho anh chị xem thật rõ luôn. Chi cành đầy đủ và chuẩn. Hiện tại thì nó đã cân cây, cốt đùi nó đã cân. Đế tự nhiên. Và bể đế nó cũng nở anh chị, cũng giót cây. Cây trung nu mã số 2, giá của nó là 4.500.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại nó vẫn đang nằm trong một cái chậu to. Chậu này là chậu đang nuôi cây.
Tiếp tục mã số 3 hôm nay là một cây linh sam song hình lá trung. Cây này cái cốt nó cũng to anh chị. Những cái cốt đùi nó cũng được nuôi rất là kỹ. To. Hoành đế trên miệng chậu 62 cm, hoành thân 35, chiều cao 42 và tàn ngang là 66 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc, anh chị thấy là cái cây này nó to hơn cái lon bia rất là nhiều, cái hoành gốc anh chị. Do cây này nó to cho nên là em đem máy ra xa để cho anh chị có thể thấy được toàn bộ tổng thể của cây. Tàn ấm, cốt đùi thì to. Hiện tại thì những cái cốt đùi của cành, những cái chi cành của nó thì nó to cỡ ngang ngang với ngón tay cái của mình. Và nó khá là đều cây. Tiếp tục quay một vòng này. Rồi mặt này thì bây giờ mình nghiêng cây lật lên cho anh chị thấy được toàn bộ cái dàn chi cành. Mà khi nghiêng cây thì em sẽ đem máy đến gần. Màn hình nó rung lắc, anh chị cảm phiền thông cảm giúp em ha. Đây là toàn bộ cái dàn chi cành ở phía dưới mình nhìn lên. Mặt sau. Rồi quay ra mặt trước. Cây này thì thẹo to nó cũng ít chứ không nhiều anh chị. Còn một số cái thẹo trên thân nhưng mà nó cũng nhỏ thôi, không to lắm. Rồi. Nhìn cây cũng rất là có duyên. Rồi tiếp tục quay thêm một vòng nữa cho anh chị xem thật rõ luôn. Cây linh sam song hình lá trung mã số 3, giá của nó là 3.200.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này là một cây to anh chị, cái chiều dài của nó, cái tàn của nó cho đến cuối cái chậu luôn thì khoảng tầm 85 gần 90 cm anh chị. Chiều dài của cây này, cây và chậu nó cũng cả gần 1 mét đó chứ không ít. Tiếp tục mã số 4 hôm nay là một cây linh sam song hình lá trung. Cây này tông cao, thân lắc xoắn. Đây là những cây được sửa thân từ nhỏ anh chị, lắc từ dưới gốc rắc lên, tuy rằng là ít nhưng mà vẫn có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 19, chiều cao 39 và tàn ngang là 38 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc, cây này thì nó cao khoảng tầm gần 4 lon bia chồng lên nhau. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang với cỡ ngón tay út của mình, trở lên tới ngón tay cái. Mình lấy cái chỗ nhỏ nhất là ngón tay út lên chị, cho dễ hình dung. Cái này là thân lắc, tất cả các mặt đều có đoạn thân lắc, tàn ấm. Cái này dành cho những anh chị nào yêu thích chơi cây tông cao, chi cành thoáng, tàn ấm. Cây linh sam mã số 4, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em cũng sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại là nó đang nằm trong một cái chậu nhựa. Chậu này nó rất là giòn, mà nếu mà có ship cho anh chị thì nó cũng bị vỡ nát à. Tiếp tục mã số 5 hôm nay cũng là một cây linh sam song hình lá trung. Cây này là cây sửa thân từ nhỏ. Thân lắc, tàn thì đã ấm. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 12, chiều cao 29 và tàn ngang là 42 cm. So sánh với em cái lon bia với cái hoành gốc, cây này thì hoành thân nó nhỏ nhưng mà được cái nó già cây. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang với ngón tay cái hết trơn nè chị. Cái này có một cái điểm khá là đế đều 24 giờ. Đây em đem máy đến gần cho anh chị xem thật rõ luôn. Tất cả các mặt đều có đế, đế nó trải đều trên mặt chậu. Rồi lật cây mặt này lên cho anh chị thấy thật rõ luôn. Cây linh sam song hình lá trung mã số 5, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa cho anh chị. Cây này nuôi cũng gần 3 năm anh chị, mà giá nó chỉ có 600.000 thôi. 600.000 là nó được ship về tận nhà cho anh chị. Rất là dễ chơi. Cây cũng đã được khóa ngọn, tàn ấm, cốt đùi to. Mã số 6 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây được sửa thân từ nhỏ, tàn ấm, thân lắc, xoắn với nhau. Cây này thì cốt đùi nó cũng khá to. Hoành đế trên miệng chậu 38, hoành thân 18, chiều cao 32 và tàn ngang là 38 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Đây là những cây được sửa thân từ nhỏ anh chị. Cây này tàn ấm, cốt đùi hiện tại thì nó to ngang với cỡ ngón tay cái của mình.
Tất cả những cái cốt đùa này là đều được nuôi từ cái mầm lên anh chị, chứ không phải là mình tận dụng cốt cành có sẵn ha. Cốt đùa của nó được sửa và có những đoạn lắc nhìn rất là có duyên. Cũng nuôi theo kiểu cắt giật cho nên là thời gian nuôi nó lâu. Cây linh sam siêu hoa mã số 6, giá của nó là 1.100.000, bao phí vận chuyển. Cây này em cũng sẽ bó bầu gửi cho anh chị. Bởi vì nó nằm trong cái loại chậu nhựa này thì nó cũng bị bể, anh chị hay bị bể lắm. Đó là phản hồi của một số anh chị mà đã nhận cây, cho nên là em rút kinh nghiệm đợt này em bó bầu. Gửi cái chậu này thì nó lịch sự thiệt, nhưng mà đến tay anh chị thì nó cũng bị bể ra, cũng không xài được. Tiếp tục mã số 7 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là có hai thân, được vô dây sữa từ nhỏ, hai thân hỗ trợ cho nhau nhìn rất là có duyên, phối với bộ tàn rất là đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 34 cm, hoành thân 20, chiều cao 26 và tàn ngang là 46 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Nghiêng cây cho anh chị thấy được toàn bộ cái dàn thân và cốt đùi. Rồi hạ xuống quay ra mặt sau. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang ngang với cỡ ngón tay út của mình và nó đều đều nhau. Cây này tàn ấm. Dòng linh sam siêu hoa mà nó ra hoa thì đầy cây anh chị. Cốt đùi thì gần gần bằng ngón tay út mình. Có nơi thì nó to hơn. Có những chỗ thì nó vẫn nhỏ hơn ngón tay út một chút xíu, nhưng mà nó không nhiều lắm anh chị. Tương đối là cũng đồng đều, cốt cành nó cũng đồng đều nhau. Rồi tiếp tục quay thêm một vòng nữa cho anh chị xem. Tàn ấm bốn mặt. Tàn lợp rất là tỉ mỉ. Cây linh sam siêu hoa mã số 7, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này cũng sẽ bó bầu gửi cho anh chị. Tiếp tục mã số 8 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây này thì nó có một cái khác so với những cây trước. Đó là cái bộ rễ cây này thì được trồng trong một cái ống nhựa 90 anh chị, cho nên là cái chân đế nó cao, phù hợp với những anh chị nào mà thích chơi tiểu cảnh hoặc là mình vô những cái chậu tượng rất là đẹp. Cây này thì tàn nó mịn, ấm mịn luôn anh chị. Thân thì lắc. Gốc thì trồng trong ống nhựa, thân thì được vô dây sữa từ nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 18, chiều cao 39 và tàn ngang là 45 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Cây này tàn nhìn rất là đẹp, ấm mịn, cốt đùi thì to bằng ngón tay cái mình hết và đều nhau. Tất cả những cây này là đều được nuôi cốt đùi anh chị. Hiện tại thì nó đã có lác đác một số hoa trên cái tán lá của nó. Cây linh sam siêu hoa mã số 8, giá của nó cũng là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này em cũng sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Tiếp tục mã số 9 hôm nay là một cây trăng vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây này thì bệ đế của nó rất là to, tàn dày ấm. Hoành đế trên miệng chậu 48 cm, hoành thân đoạn ngay cái eo nhỏ nhất là 22 cm, chiều cao 32 và tàn ngang là 35 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Cái này thì tàn nó ấm anh chị. Trang vàng lá nhỏ hiện tại thì nó đã có khá nhiều cái nụ, nó đang đang hình thành trên cái tán lá rất là nhiều nụ. Cây trang vàng lá nhỏ mã số 9, giá của nó là 1 triệu đồng, không có chậu, và nếu có chậu là 1.200.000. Tất cả đều được bao phí vận chuyển anh chị. Nếu anh chị nào mà lấy không chậu thì 1 triệu, có chậu là 1.200.000. Cây này cũng rất là dễ thương. Tiếp tục mã số 10 hôm nay là một cây mai cho thủy lá kim kim giòn. Hiện tại thì cây nó đang ra hoa rất là nhiều. Nhưng chị cũng đã từng biết là dòng kim giòn là cái dòng mà ra hoa quanh năm và rất là siêng hoa, thơm và nhiều hoa nữa. Hoành đế trên miệng chậu 28, hoành thân 10, chiều cao 18 và tàn ngang là 18 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Cây này cũng là cây nuôi cốt đùi. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang với ngón tay út của mình và nó đều đều nhau. Chi cành phân bổ đồng đều. Do hoa nó quá nhiều cho nên là anh chị không thấy được cái chi cành của nó bên trong. Nó là một cây trực lắc anh chị. Nhìn cũng rất là có duyên, đế tự nhiên.
Cây kim giòn mã số 10, giá của nó là 900 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 11, cũng là một cây mai cho thủy lá kim, kim giòn. Cây cũng đang ra hoa rất là nhiều. Một cây trực lắc, nuôi cốt đùi. Hoành đế trên miệng chậu 28cm, hoành thân 12, chiều cao 16 và tàn ngang là 15cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Nghiêng cây cho anh chị thấy được cái cốt đùi. Cốt đùi hiện tại thì nó to hơn ngón tay út mình khá nhiều. Đây là những cây được nuôi cốt đùi rất là lâu rồi anh chị. Nằm vườn đến năm nay nó là khoảng tầm 3 năm. Bầy kim giòn này là khoảng 3 năm á. Do hoa và lá nó quá nhiều cho nên anh chị không thấy được cái dàn chi cành của nó bên trong. Nhưng mà cây rất là khá cây. Nhà vườn em bán cây thì chắc em nghĩ là anh chị cũng đã biết rồi cho nên là không cần phải nói thêm. Cây nào khá thì em nói khá, còn cây nào không đạt thì báo giá rẻ anh chị ha. Cây kim giòn mã số 11, giá của nó là 900 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 12 hôm nay cũng là một cây mai cho thủy lá kim, kim giòn. Cây này thì mini nhưng mà tông cao, cũng là cây nuôi cốt đùi. Hoành đế trên miệng chậu 25cm, hoành thân 9, chiều cao 16 và tàn ngang là 16cm luôn. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân. Cốt đùi hiện tại của nó thì to ngang ngang với cỡ ngón tay út của mình. Cỡ ngón tay út của anh chị. Thẹo thì lành hết trơn luôn rồi. Còn một số cái thẹo nhỏ nhỏ không đáng kể lắm. Kim giòn cũng rất là nhanh kéo thẹo. Một cây trực lắc tông hơi cao. Rất là có duyên. Cây kim giòn mã số 12, giá của nó cũng là 900 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 13 hôm nay cũng là một cây mai cho thủy lá kim, kim giòn. Cây này nhìn lực cây, già cây lắm rồi anh chị, cốt đùi to. Hoành đế trên miệng chậu 32cm, hoành thân 18, chiều cao 18 và tàn ngang là 20cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Cốt đùi hiện tại thì to ngang với cỡ ngón tay cái của mình. Thân lắc và giót lên tới ngọn luôn anh chị. Cây này rất là có duyên. Chi cành phân bổ đồng đều, đẹp cây. Nhìn rất là lực cây. Đế thì đế đều tự nhiên. Thân tròn. Nhìn khá cây. Cây kim giòn mã số 13, giá của nó là 1.400.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này nó nằm vườn chắc cũng phải từ hơn 4 năm anh chị. Đây là lô kim giòn rất là lâu rồi, khoảng cỡ 4 năm. Anh chị thấy là cái phần đỉnh mà nuôi nó to hơn con tay cái là anh chị biết là rất là lâu. 1 triệu tư cho cây mã số 3, có luôn chậu. Tiếp tục mã số 14 hôm nay cũng là một cây mai với thủy lá kim, kim giòn. Cây này thì giá nó cũng rất là dễ chơi, rẻ. Hoành đế trên miệng chậu 22cm, hoành thân 10, chiều cao 19, tàn ngang là 21cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành gốc. Tuy rằng là giá rẻ nhưng mà vẫn là những cây được nuôi cốt đùi đó anh chị. Tàn cây này thì nó còn hơi thiếu thiếu một chút. Không nhiều lắm nhưng mà còn thiếu một chút đỉnh nè. Cốt đùi hiện tại thì nó to cỡ từ gần bằng ngón tay út của mình. Anh chị so sánh giúp em là gần bằng ngón tay út chứ chưa bằng ha. Nó khoảng cỡ từ 8-10 so với ngón tay út của mình. Cây kim giòn mã số 14, giá của nó chỉ có 500 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số thì em có ghi lên thành chậu nha anh chị. Do cái chậu nó màu trắng nó trùng khớp cho nên anh chị để ý ngay con tay em chỉ là mã số 14. Tiếp tục mã số 15 hôm nay là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai là cây seri Thái anh chị. Hoa màu hồng rất là thơm. Trái của nó thì nó nhỏ bằng 1 phần 3, 1 phần 4 so với những cái trái seri mà anh chị hay mua ngoài chợ. Đây là loại hồng ngọc mai được lấy rễ làm thân và sửa luôn anh chị. Sửa lấy cái rễ làm thân và mình sửa từ nhỏ luôn. Cho nên là thân của nó co, lắc. Là một những cái cây phong cách rất là hay. Hoành đế trên miệng chậu 25cm. Hoành thân đoạn trên cổ của cây là 11cm. Chiều cao 22, tàn ngang là 29cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái bầu rễ của nó. Anh chị thấy là cây này nó khoảng cỡ, em ước lượng khoảng từ 9 đến 10 cái cọng rễ, một bó rễ luôn anh chị. Nhìn cũng khá là có duyên.
Cây hồng ngọc mai mã số 15, giá của nó là 700 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 16, hôm nay là một cây linh sam 86, tông cao, tàn ấm, chi cành cơ bản thì nó đã đầy đủ. Hoành đế trên miệng chậu 28cm, hoành thân 16, chiều cao 33 và tàn ngang là 37cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc. Tiếp tục quay thêm một vòng cho anh chị xem và lật cây lên cho anh chị thấy được tàn của nó phía dưới, cốt đùi nó như thế nào. Ở phía dưới mình nhìn lên anh chị có thể thấy được thật rõ. Cây linh sam 86, mã số 16, giá của nó chỉ có 600 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Anh chị thấy là cái giá chỉ có 600 ngàn cho một cái cây mà nuôi cũng gần 2 năm thì nó cũng quá phù hợp rồi. Tiếp tục mã số 17 hôm nay là một cây mai cho thủy lá trung trung nu dòng siêu mini. Cây này thì đế 24 giờ, bể đế nở đặc, tàn ấm, cốt đùi thì cũng tương đối là đã cân với cây. Hoành đế trên miệng chậu 22cm, hoành thân 10, chiều cao 12 và tàn ngang là 19cm. Anh chị so sánh giúp em cái hộp quẹt với cái cây. Cây này thì nó cao hơn hộp quẹt khoảng 1,5, cái hộp quẹt chồng lên nhau. Cốt đùi hiện tại của nó thì nó to đều với ngón tay cái của mình và khá là đồng đều so với cây. Đây là những cây trung nu siêu mini mà được thời gian được nuôi cốt đùi anh chị. Thời gian nuôi của nó cũng phải từ hơn 3 năm. Chi cành được sửa rất là tỉ mỉ. Cây trung nu mã số 17, giá của nó là 1.500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này thì mình để trên bàn tay anh chị. Em sẽ để trên bàn tay và cho anh chị xem thật rõ cái dàn cốt cành của nó phía dưới, nghiêng cây luôn. Do nó có tí xíu thôi cho nên là hơi khó nhìn. Rồi quay ra mặt sau lật lên cho anh chị thấy thật rõ luôn. Đây, tất cả chi cành của nó đều được sửa rất là tỉ mỉ, từng chút một. Đều được vô dây nhôm và sửa từ nhỏ. Rồi, cốt đùi thì to, cân với cây. 1.500.000 cho cây trung nu mã số 17. Tiếp tục mã số 18 hôm nay là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này được sửa thân từ nhỏ cho nên nó rất là già cây, nu hiện tại trên cây cũng khá nhiều. Hoành đế trên miệng chậu 25cm, hoành thân 10, chiều cao 20 và tàn ngang là 39cm. So sánh với em cái hộp quẹt với cái hoành gốc. Cây này thì hoành gốc nó nhỏ anh chị, nhưng mà được cái nó già cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to ngang với cỡ thân của cây viết. Cũng rất là dễ so sánh. Thân lắc. Sam trái của miền Tây trồng là sam trái 100% anh chị. Cho nên anh chị đừng có ngại là sợ bị sam bông. Nhà vườn em nuôi từ cây phôi cho nên là biết chắc chắn cái cây mình nuôi thì là nó như thế nào. Không nói vậy. Cây sam trái mã số 18, giá của nó là 700 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 19 hôm nay là một phôi mai chứa thủy gò công lá trung. Một cây trực lắc nuôi theo kiểu cắt giật, hiện tại thì đã cắt được đầu. Cốt đùi nó đã cân rồi cho nên là em mới vừa cắt xong và lên giao lưu với anh chị luôn. Cây này thì đế đều 24 giờ, đây là loại gò công được sắp đế từ nhỏ anh chị. Cây này thì thúc đế nó ngắn, gọn, nhìn rất là có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 34cm, hoành thân 19, chiều cao tạm tính là 12cm và tàn ngang là 14cm. Đó là những cái thông số mình đang có hiện tại anh chị ha. Còn khi cây nó thành phẩm thì dĩ nhiên là nó phải cao hơn và nó to hơn. Rồi em đem máy đến gần. Ở cái vòng quay này thì anh chị nhìn giùm em cái bệ đế của nó ha. Đế của nó được cắt thúc rất là ngắn, lực và đế đều tự nhiên. Hiện tại thì cái này còn 3 cái thẹo. Ở cái cốt đùi số 1 thì nó vẫn còn một cái thẹo. Anh chị thấy là nó to bằng cỡ ngón tay út của mình mà là nó lành. Và ở phía sau trên chi phong thì nó vẫn là một cái thẹo cỡ bằng đầu ngón tay út là nó lành. Bên này cũng vậy. Thẹo thì nó đang cuốn rất là mạnh. Nó còn một tí xíu nữa thôi. Cái này mà anh chị thấy là cái đỉnh mà nó to cỡ ngón tay út của mình thôi là thẹo nó đã lành 100% hết trơn rồi. Cây sạch cây.
rất là có duyên. Cây này dành cho những anh chị nào mà mua không kịp cái cây gò công mã số 2 của clip vừa rồi, clip 172 anh chị. Mấy cái này thì giá nó hợp lý hơn. Cốt đùi hiện tại thì nó to hơn con tay cái của mình, hợp lý hơn là vì cây này thời gian nuôi nó không bằng cây của clip cũ anh chị. Cái này thì mới cắt nhịp lần đầu cho nên là giá nó có phần rẻ hơn về anh chị chịu khó xây dựng cái phần chi cành bên trên. Cây gò công mã số 19, giá của nó là 2.500.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Tiếp tục mã số 20 hôm nay cũng là một cây mai chú thủy gò công lá trung. Đây là một cái phôi tự nhiên, phôi to, cũng được nuôi cốt đùi. Cốt đùi hiện tại thì nó cũng khá to và nó cân với cây rồi cho nên là đã được bấm thúc. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 28, chiều cao tạm tính là 18 và tàn ngang cũng là 28 tạm tính. Có khả năng là khi thành phẩm thì cây này nó hoành của nó khoảng cỡ 45-46 anh chị. To hơn lông bi rất là nhiều. Phôi này được nuôi cũng rất là lâu. Đế cấp 2 hiện tại nó to bằng chiếc đũa ăn cơm và có nơi có chỗ thì nó to bằng ngón tay út của mình anh chị. Đó là dạng đế cấp 2. Thân lắc, cốt đùi hiện tại thì nó to hơn ngón tay cái mình một chút. Đây, đoạn thân lắc rất là đẹp. Anh chị nhìn thật kỹ giúp em hoặc là nghiêng cây. Cây này thì nghiêng nhẹ một cái cho anh chị thấy thật rõ luôn. Đây là cái phần mà thân nó lắc ở trên bên trên nhìn rất là có duyên. Đế tự nhiên, tiếp tục quay vòng. Chỉ cần được phân bổ đồng đều. Thẹo trên thân thì nó cũng đã sắp lành rồi. Nó còn cỡ bằng ngón tay út của mình đó là nó lành hết trơn rồi anh chị. Sạch cây. Dòng gò công này thì nó cuốn thẹo rất là nhanh. Cây mai chú thủy gò công lá trung mã số 20. Giá của nó là 1.400.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Cây này đúng là một cây lùng lực, cốt đùi to. Tiếp tục mã số 21 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây này thì rễ của nó nhô lên hẳn trên mặt chậu, nhìn rất là có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 29, hoành thân 18, chiều cao 19 và tàn ngang là 28 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc. Cây này lùng. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang với cả ngón tay út của mình và nó đều nhau. Rất là có duyên. Cây linh sam siêu hoa mã số 21, giá của nó là 1.000.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 22 hôm nay là một cặp linh sam song huynh lá kim, kim song huynh. Hai cây có hai cái dáng tương tự, hơi giống nhau. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 34, hoành thân 14, chiều cao 22 và tàn ngang là 18. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 28, hoành thân 11, chiều cao 20 và tàn ngang là 18 cm. So sánh cái lông bi em để giữa hai cây. Hai cây này cũng rất là già cây. Cốt đùi hiện tại của nó thì to cỡ đều đều với ngón tay cái của mình anh chị. Nuôi cũng khá lâu rồi. Cặp linh sam song huynh lá kim mã số 22, giá của nó cũng là 1.200.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Anh chị lưu ý là em bán một cặp hai cây, em không có bán lẻ từng cây, cho nên anh chị nào có chốt thì vui lòng chốt hai cây một lần giúp em. Tiếp tục mã số 23 hôm nay là một cặp mai chú thủy lá kim kim giòn, một cặp hai cây. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 24, hoành thân 12, chiều cao 12 và tàn ngang là 15 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 16, hoành thân 7, chiều cao 12 và tàn ngang cũng là 12 cm luôn. So sánh giúp em cái hộp quẹt em để giữa hai cây. Đây là dòng siêu mini anh chị. Cũng là những cây được nuôi cốt đùi. Lọc một lần hai cây cho anh chị thấy thật rõ luôn. Cốt đùi hiện tại của nó thì nó đều đều với cỡ ngón tay út của mình. Ở cây bên tay trái màn hình và ở cây bên tay phải màn hình thì cốt đùi nó cỡ bằng đầu của cây viết. Ở cái cốt đùi của cây bên tay phải màn hình hiện tại, rồi dừng lại chỉ cái cốt đùi hiện tại của cây bên tay phải thì nó cỡ ngón đầu cây viết anh chị. Rất là dễ nhận ra. Mã số 23
cặp kim giòn giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu, rất là dễ chơi. Tiếp tục mã số 24 hôm nay gồm có một cây là trang sen và một cây là trang hồng phấn lá nhỏ. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị hiện tại bây giờ là một cây trang sen, hoành thân 6 cm, chiều cao 14 và tàn ngang là 12 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình là một cây trang hồng phấn, hoành đế 28, hoành thân 10, chiều cao 16 và tàn ngang là 20 cm. So sánh giúp em cái hộp vẹt em để giữa hai cây. Cây trang sen rất là dễ thương và cây hồng phấn thì tàn ấm, cốt đùi cũng to. Cặp trang sen và hồng phấn mã số 24, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Giá này thì rất là dễ chơi, giống như là một cây hồng phấn mình bán và mình tặng kèm một cây trang sen anh chị. Tiếp tục mã số 25 hôm nay cũng là một cặp trang sen, hai cây đều là trang sen. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 5, chiều cao 10 và tàn ngang là 14 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 6, chiều cao 14, tàn ngang là 12 cm. Tất cả những cái thông số là em có ghi rõ lên thành chậu luôn anh chị, rất là dễ nhận ra. Lật mặt trước, lật mặt sau cho anh chị xem thật rõ luôn. Cây có hoa nhiều, rất là có duyên, thân lắc đẹp. Cặp trang sen mã số 25, giá của nó là 400.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 26 hôm nay gồm có một cây kim giòn và một cây mai chú thủy da đen lá lớn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị hiện tại là một cây kim giòn, hoành thân 4, chiều cao 10 và tàn ngang là 18 cm. Và ở cây bên tay phải là một cây mai chú thủy da đen lá lớn, hoành thân 7, chiều cao 12 và tàn ngang là 14 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt em để giữa hai cây. Cái phần đen đen này là chỉ vô cái cây mai chú thủy lá lớn là rễ của nó, chứ không phải là thân bị hư anh chị. Nó dính cái thân của nó đang bị dính cái chất trồng á, cho nên anh chị thấy trên màn hình nó đang đen chứ nó không có bị hư. Cả hai cây đều rất là có duyên. Cây da đen đá lớn cũng là cây được nuôi cốt đùi. Cặp mai chiếu thủy mã số 26 gồm một cây lá lớn và một cây kim giòn, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 27 hôm nay là một cây sam trái của miền Tây trồng, một cây dáng trực, đế tương đối là đẹp, đế đều, hoành đế trên miệng chậu 18 cm, hoành thân 9, chiều cao 16 và tàn ngang là 15 cm. So sánh giúp em hộp vẹt em để giữa cái cây, em để ngay cái gốc cây chứ nó lộ. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang với cỡ ngón tay út của mình. Cây này cũng là cây được nuôi cốt đùi và nuôi theo kiểu cắt giật anh chị, già cây lắm rồi, cốt đùi to. Cây sam trái mã số 27, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen cho anh chị. Và đây cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.